Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu. Hôm nay thì em như sự phân công, sự ủy quyền của cha xứ thì đoàn chúng con lên, chúng con xin phép cha và các ông trong hội đồng mục vụ, chúng con được đón cha phó về giáo xứ chung mật chúng con. Vỗ tay ạ. Cảm ơn cha phó chủ mật, cảm ơn gọi là đoàn nhà gái. Thì đây là ông chủ tịch đồng giáo xứ, kia là ông trưởng ban của một họ đạo gần đây, và đây là ông trưởng ban họ sở tại. Thì cảm ơn cha xứ, cảm ơn đoàn lên đây là nhớ này mà biết được là nơi ăn chốn ở của nhau, biết đến nhau. Thì còn đối với anh em mình thì hôm nay là cha lo cho cha Tùng, rồi lúc khác lại có người lo cho cha đấy. Dạ. Các cha thì thông thường thì mình vẫn cứ có một cái nói cho người ta dễ hiểu, nhất là ai đánh cờ thì biết cả một cái giáo phận Hương Hóa là một cái bàn cờ. Thế thì ý tưởng chơi cờ thì là đến từ Thiên Chúa. Người cầm quân là giám mục, còn các linh mục thì chỉ là quân cờ. Có thể là pháo đầu, có thể là vào mã, có thể là bay mã, có thể là dẫn tốt. Con tốt không bao giờ được thắc mắc tại sao suốt một bàn cờ mà cuối cùng là không đi đến tôi. Bàn cờ tàn rồi tôi vẫn nằm tại chỗ, nhưng mà nhiều khi con tốt nó lại nhập cung. Vâng. Thế thì cho nên là cũng không thắc mắc được. Thật sự nói là đấy, như đấy cha đồng biết cha chính mà ở Điện Biên giờ đấy. Con cha đấy thì làm linh mục năm nay 4 năm thôi, nhưng chuyển 4 chỗ thôi. Vâng. Đầu tiên là ở Sơn Đông, xong Sơn Đông về Bách Lộc, xong Bách Lộc thì lên Yên Phú bây giờ đi Điện Biên. Thế cũng không có thắc mắc là tại nào hay là tại A, tại B, tại C. Cái ý tưởng người chơi cờ đến từ Thiên Chúa qua bể trên. Bể trên cất nhắc chuyển người này đi chỗ này để chuyển đi chỗ kia thì bình an là vui nhất. Bình an là vui nhất. Như đây cha thì 17 năm linh mục thì 17 năm ở Phú Thọ. Đến xong đến năm nay là được xuất ngoại lên đây. Vâng. Cũng giới thiệu với cho mình ngồi nói chuyện. Dạ. Giới thiệu với cha là cả nhà là con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung. Chào cha. Giờ cha sẽ ngồi xe. Xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vâng, chọn niềm phó thác theo ơn thánh thần. Như mẹ xưa đã xin vâng, chọn niềm phó thác theo ơn thánh thần.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện xây Cha cả sanh. Cha chỉ đến y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính thưa quý các ông trong hội đồng ba giáo xứ Chủ Mật, Xuân Thành và Vân Thê, thưa các ông ban hành giáo giáo họ Chủ Mật và toàn thể cộng đoàn, cách riêng là gia đình của cha Phó Giuse. Giáo xứ Chủ Mật Xuân Thành Vân Thê đang cùng hòa chung với giáo hội để mừng đại lễ Giáng sinh, và riêng ba giáo xứ của chúng con thì lại vui mừng hơn nữa vì Chúa qua giáo hội lại tặng thêm cho chúng con một vị mục tử đến để đồng hành với chúng con trong chương trình mục vụ của ba giáo xứ rộng lớn và đông đúc này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Chúa, tạ ơn bề trên. Thưa cha Giuse, chúng con ba giáo xứ cũng như là anh em linh mục chủng sinh của chúng con tại giáo xứ Chủ Mật rất vui mừng hân hoan hôm nay được đón mừng cha về với chúng con. Chúng con cảm ơn cha đã quảng đại hy sinh rời nhiệm sở mà mình đang gắn bó đến với một nhiệm sở mới, có thể cũng có những bỡ ngỡ và xa lạ với cha, nhưng đó là điều mà cha vẫn hằng vâng phục thánh ý Chúa cũng như bề trên. Chúng con cảm tạ những tâm tình đó của cha và xin cộng đoàn chúng ta chào đón cha một tràng pháo tay. Trọng kính cha xứ, cha phó và thầy xứ, quý thầy, quý dì, quý cố, quý hội đồng giáo xứ, ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn. Lời đầu tiên con xin kính chào cha xứ, quý cha trong giáo hạt. Con xin cha xứ cùng quý cha đón nhận và chỉ dạy và hướng dẫn để con có thể sớm hòa nhập được với đời sống mục vụ trong giáo hạt. Con xin chân thành cảm ơn cha đã đón nhận con cách riêng về với giáo xứ trong ba giáo xứ Chủ Mật, Vân Thê và Xuân Thành. Hôm nay cha giới thiệu con cho cộng đoàn giáo xứ. Con kính chào hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, quý dì, quý cố và toàn thể cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn cha xứ, cũng như cha xứ gọi là Phú Lâm, Tân Cựu. Hai cha đã hướng dẫn, chỉ đạo và nâng đỡ con rất nhiều trong thời gian con mục vụ ở giáo xứ. Hôm nay cha cũng đã cùng con với hội đồng giáo xứ ban hành giáo đến đây chung với niềm vui với con. Con cũng chân thành cảm ơn thầy xứ quý dì đã quan tâm và đồng hành với con trong suốt chặng đường qua, và hôm nay lại tiếp tục đồng hành với con trong sứ vụ mới. Con xin tri ân quý thầy quý dì. Kính thưa quý đấng cùng toàn thể cộng đoàn, con mới bước vào đời sống linh mục cũng như hôm nay mới đến đây để nhận nhiệm sở nên mọi thứ với con rất mới mẻ, sẽ rất nhiều điều bỡ ngỡ đối với con. Về đây mọi người rất và đạo đức, con sợ mình bị giới hạn, không đủ khả năng để phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Chính vì vậy con ước mong được cha xứ, cha phó, thầy xứ cũng như cộng đoàn giáo xứ đón nhận con như một người con, người anh, người em trong đại gia đình giáo xứ của chúng ta đây. Xin quý đấng lấy tình yêu thương cộng tác và hướng dẫn để con có thể chu toàn trách nhiệm đã được Chúa và giáo hội trao phó. Một lần nữa con xin tất cả mọi người và con xin được kính chào cha xứ, cha phó, thầy xứ, quý cố, quý cha trong ngoài giáo hạt, để quý thầy, quý dì, quý hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, quý cố cùng toàn thể cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em được bình an.
Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước tiên nâng cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Từ thuở xa xưa, Thái Dương kia chưa thành kiệt tớ, Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước tiên nâng cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Và từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng. Một đời con xin đến với ai nghèo khổ, trông nom chi thể của Chúa, cùng hoa ca chung tiếng tôn vinh, chúc khen Ngài đầy quyền linh. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm vui chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh, giáo xứ chúng ta thật vui mừng được đón nhận món quà Giáng sinh từ Thiên Chúa ngang qua bể trên giáo phận, đó là cha phó mới Giuse Nguyễn Đức Tùng, và cùng hiện diện để đón mừng niềm vui này. Trước tiên con xin được giới thiệu có quý cha về tham dự thánh lễ hôm nay. Trước tiên con xin được giới thiệu cha quản hạt giáo hạt Đông Nam Phú Thọ cha Ignacio Nguyễn Quang Triều. Tiếp đến là cha Francisco Nguyễn Văn Thái, cha xứ giáo xứ Xuân Dương. Tiếp theo là cha Giuse Vũ Công Phường, cha xứ giáo xứ Thủy Trạm. Tiếp theo là cha Giuse Phạm Văn Bắc, cha phó giáo xứ Nỗ Lực. Tiếp theo là cha Giuse Nguyễn Văn Thắng, cha phó đặc trách giáo xứ Đồng Sa. Tiếp theo là cha Doan Kim Đinh Văn Hợp, cha xứ giáo xứ Tiên Phú. Có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm của chúng ta. Cha phó Giuse Nguyễn Duy Đồng. Cuối cùng con xin giới thiệu cha phó mới Giuse Nguyễn Duy Đức Tùng, cha phó mới của chúng ta. Tiếp đến, con xin kính mời cha phó Giuse Nguyễn Đức Tùng trình văn thư bổ nhiệm cho cha quản hạt. Tiếp theo, con xin kính mời cha phó Giuse Nguyễn Duy Đồng công bố văn thư bổ nhiệm. Tòa Giám mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Sơn Tây, ngày 12 tháng 12 năm 2023. Văn thư bổ nhiệm kính gửi cha Giuse Nguyễn Đức Tùng, linh mục giáo phận Hưng Hóa. Kính thưa cha, căn cứ theo giáo luật các điều 545 đến 552, sau khi tham khảo ý kiến các linh mục trong ban tư vấn và linh mục quản hạt, tôi Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, quyết định: một, cha thôi làm linh mục phó sứ giáo sứ Phú Lâm. Hai, đồng thời bổ nhiệm cha làm linh mục phó sứ tổng quát giáo sứ Trù Mật, giáo hạt Đông Nam Phú Thọ, dưới sự hướng dẫn đồng hành của cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, trong khi chu toàn những nhiệm vụ thuộc chức năng linh mục phó sứ. Cha đảm nhiệm toàn bộ thừa tác vụ cho toàn thể giáo xứ
theo sự phân công của cha quản sứ trong mọi trường hợp. Đồng thời xin cha liên kết chặt chẽ tinh thần hiệp thông với linh mục đoàn trong toàn giáo phận Hưng Hóa, cách riêng trong giáo hạt, để hướng dẫn mọi thành phần dân Chúa biết cộng tác với nhau, tích cực góp phần xây dựng giáo họ, giáo xứ, giáo phận trở nên một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng từ sốt sáng, một cộng đoàn bác ái chân thành, để trở nên một cộng đoàn hăng say loan báo tin mừng. Văn thư này có hiệu lực kể từ ngày được thông chi cho cha. Cha quản sứ và giáo sứ chủ mật có trách nhiệm với sự tham vấn của cha quản hạt tổ chức lễ nhận nhiệm sở mới cho cha phó trong vòng một tháng kể từ ngày được thông chi. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho cha và giáo sứ cha phục vụ. Đa Minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục, Ấn ký, Linh mục Phêrô Lê Quốc Hưng, Trưởng Ấn. Kính thưa cha, với giáo sứ chùa mật chúng con lúc này, tâm tình mà chúng con đang có là sự vui mừng hân hoan vì chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng sinh sắp tới. Và đồng thời chúng con còn được Chúa nhân đôi thêm niềm vui, đó là bề trên giáo phận đã sai cha đến với giáo xứ chúng con. Kính thưa cha, giáo xứ chúng con là giáo xứ truyền thống mang trong mình là kho tàng đức tin qua các thế hệ. Tuy nhiên, trước những làn sóng của một xã hội đang bị tục hóa, chúng con cũng phải đối diện với những thách đố về đời sống đức tin, về đời sống luân lý. Bởi vậy, chúng con vui mừng vì có cha. Chắc chắn với sự cộng tác, phục vụ với cha xứ, cha sẽ giúp chúng con bước đi một cách vững vàng trước những thử thách đức tin. Vì như câu châm ngôn, cha đã chọn cho đời linh mục. Đây không phải bởi sức anh em, mà là ân huệ của Thiên Chúa. Do đó, với sự xác tín vào ơn Chúa, cha sẽ cùng bước đi với chúng con, cùng bước đi với ân huệ mà Thiên Chúa đã ban mang qua hồng ân thánh chức mà cha được lãnh nhận. Để từ đó chúng con cũng luôn vững tin và nhờ vào ơn Chúa, chúng con có thể bước đi cách vững chắc trong đời sống đạo của mình. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc cha luôn tràn đầy sự thánh thiện, bình an và sức khỏe để sự hiện diện của cha nơi mảnh đất này trở nên sự hiện diện của Chúa giữa cộng đoàn chúng con. Và để bày tỏ niềm vui của toàn thể cộng đoàn, chúng con xin kính chúc, kính dâng cha bó hoa tươi thắm gói trọn niềm vui của chúng con. Con xin vui lòng, xin cha vui lòng nhận cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha xứ Giuse, kính thưa quý cha cố, quý cha, việc thuyên chuyển linh mục đi làm phục vụ các giáo xứ là chuyện bình thường của bề trên. Nhưng vì giáo xứ chúng ta, cha xứ Giuse phải coi sóc những ba giáo xứ, trong đó công việc nhiều mà ngài lại còn phải lo việc cộng tác đào tạo cho giáo phận về những ơn gọi linh mục. Thành ra bề trên giáo phận là Đức Cha Đa Minh đã gửi thêm cho giáo xứ chúng ta một cha phó nữa là cha Giuse Nguyễn Đức Tùng. Ngài về đây, ngài cộng tác với cha xứ để phục vụ giáo xứ và các giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta xin Chúa tha thứ những tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất mãn ơn trước tiên lớn cao,
khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herod trị vì cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avija tên là Zacharia, vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tư tế Aaron. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con. Vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ hàng tư tế, ông trúng thăm và được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối phát sợ, nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở vì nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy thánh thần và ngay khi còn trong lòng mẹ, em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên?" Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trực trước mặt Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." Đó là lời Chúa. Kính thưa cha quản hạt, quý cha, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em. Trước hết là trong tâm tình của lễ Giáng sinh sắp tới, những ngày này, từ ngày, nếu mà không trùng Chủ nhật, thì từ ngày 17 đến ngày 24, và hôm nay đây, tiếp tục mấy ngày nữa, xin anh chị em nhớ, tất cả những bài đọc một cách chung là giới thiệu cho chúng ta nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu. Nhớ điều đó, luôn giới thiệu cho chúng ta nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu. Anh chị em biết chúng ta chỉ có một nguồn gốc, chúng ta chỉ có một bản tính là bản tính con người thôi. Còn Chúa Giêsu có hai nguồn gốc, Ngài có hai bản tính, một bản tính con người và một bản tính Thiên Chúa. Cho nên Ngài có nguồn gốc của con người, dòng dõi vua David. Và Ngài có nguồn gốc từ Thiên Chúa, vì Ngài từ trời mà đến. Ngài là con thần linh của Chúa Cha. Cho nên mừng lễ Noel, anh chị em đừng quên, luôn luôn Ngài có nguồn gốc thần linh. Và chúng ta mừng lễ
sinh nhật của Ngài là chúng ta mừng lễ một Thiên Chúa làm người. Chị em đừng quên điều đó, lớn lắm. Ngài có quyền quyết định tất cả. Và chúng ta mừng lễ sinh nhật của Ngài, chúng ta đón ơn cứu độ của Ngài, vì Ngài có quyền, Ngài nắm trong tay vận mạng của tất cả thế giới cũng như mỗi người chúng ta. Điều đó thiêng thánh. Anh chị em đừng quên cái khía cạnh thiêng thánh đó, phải không? Nguồn gốc thần linh. À, điều thứ hai, thưa anh chị em, hôm nay Đức Cha cử về đây một cha phó cộng tác với cha chính. Trong bài sai, anh chị em nghe thấy cái ý nghĩa, cái tư thế của nó. Và trong cái bài cảm ơn, cái bài chào của ông chánh xứ đó, tôi cũng thấy tâm đắc, phải không? Anh chị em đón một linh mục. Xin anh chị em, tôi xin mượn cái hình ảnh này. Anh chị em biết cái người bác sĩ người ta cần cái gì không? Khi người ta làm việc không? Cái người bác sĩ người ta cần cái găng tay, phải không? Cái găng tay của người bác sĩ quan trọng lắm, phải không? Và cái găng tay của người bác sĩ đó, nó làm cho người, cho chính bác sĩ, và nó cũng làm cho người bệnh nữa. Một trong những cái điều đòi hỏi của cái găng tay để người bác sĩ làm việc đó, thứ nhất nó phải vừa với tay của bác sĩ, không được rộng, không được chật. Nếu rộng, nếu chật, bác sĩ không làm việc được. Điều này cũng nhắn gửi tới linh mục chúng tôi, không được rộng với thế gian, cũng không được chật với dân Chúa. Anh chị em, nếu không, Chúa không làm việc được. Và cái điều nữa đó là cái găng tay phải rất sạch sẽ, phải vô trùng. Nếu cái găng tay nhiễm trùng là người bệnh chết, là người bệnh chết. Cho nên anh chị em nhớ, linh mục chúng tôi của Chúa cũng không được làm cho dân Chúa nhiễm trùng là chết. Nãy ông chánh xứ đọc đây là một giáo xứ kỳ cựu, đúng, chúng tôi cũng tâm đắc, phải không? Và ông cũng nói cái câu là bây giờ thời cuộc nó làm mất nhiều, đúng, thời cuộc làm mất hết. Bao nhiêu phong gia lễ giáo của chúng ta, thời cuộc nó làm băng hoại hết. Phương chi là đức tin còn dễ mất hơn, Chúa còn dễ mất hơn. Anh chị em từng chứng kiến điều đó khó. Trên một cái găng tay chúng tôi làm linh mục, cách nào đó nó giống cái găng tay của Chúa đó. Một phần đòi hỏi về phía Chúa, một phần đòi hỏi về phía anh chị em, về phía dân Chúa đó. Anh chị em, phải không? Phải vừa vặn, không được rộng, không được chật, đặc biệt phải vô trùng. Chị em hiểu điều đó. Và thưa anh chị em, cha Tùng về đây để làm cha phó. Phó và chính là khác nhau cái điều gì anh chị em biết không? Tại sao có chính có phó làm gì không? Để có người đứng mũi chịu sào, tội quy vô trưởng, có trên có dưới, có trật tự, phải không? Nếu không thì lung tung. Anh chị em biết Tin Lành không? Nhiều anh em Tin Lành đều nói là bên Công giáo các ông có trật tự hơn chúng tôi. Chúng tôi không có trật tự bằng các ông. Những người Tin Lành họ nói vậy đó. Và có cha chính, cha phó, kể cả có đức cha chính, có đức cha phó. Phải không? Chỉ có Đức Giáo Hoàng, không có Đức Giáo Hoàng phó đó. Không? Còn đức cha này, các cha này, ban hành giáo có chính, có phó, có trên, có dưới, có trật tự. Nhưng mà xin anh chị em cũng nhớ là một cái, đó là cái thuận lợi, phải không? Nhưng mà nó cũng có cái nguy cơ trong đó. Vì cha xứ thì phải chịu trách nhiệm. Cha xứ mới thưởng phạt, còn cha phó thì chỉ có thưởng, không có phạt. Cho nên là nhiều khi anh chị em lại cảm tình với cha phó hơn, phải không? Cha phó dễ hơn. Vì cha xứ phải cầm cân nảy mực, còn cha phó không. Chị em thấy không? Trên nhiều khi anh chị em này tức với cha xứ mà này thích cha phó, này nát nhà. Thấy không? Anh chị em hiểu điều đó không? Thấy không? Rồi, mà anh chị em là một giáo xứ kỳ cựu, cái lề nối, cái phép tắc
chắc anh chị em hiểu, phải không? À, cha Tùng đến đây còn phải học anh chị em cái điều đó. Anh chị em, tôi nhớ hai câu chuyện. Ngày tôi làm cho phó với cha già Khiết ở trên Nhân Nghĩa sướng lắm. Cứ cái gì, ngài cũng chịu trách nhiệm hết. Giáo dân đến kêu bảo cha phó thế này cha khác, ngài bảo tôi bảo cha làm đấy, không phải tự cha làm đâu, bảo vệ tôi lắm. Chính quyền mà đến nói cái gì, ngài bảo tôi bảo cha phó làm đấy, không phải cha phó tự làm đâu, mới chịu chức biết gì mà làm, tôi bảo hết, tôi chịu hết. Hay giờ ngài chịu hết, anh chị em. Và một câu chuyện nữa, cha Bình, chắc cha quản hạt viết trên Sapa. Cha Quyền, mấy ông nỗ lực biết, vừa lên Sapa được ít, đức cha cử đi học. Thế cha Bình ở đấy mà anh chị em biết lúc chia tay người dân tộc nó chỉ nó bảo thế nào không? Người dân tộc nó chỉ vào cha Quyền, nó bảo cái thằng này mới về đây mà tao thích nó lắm, thế sao nó lại đi? Nó chỉ cha Bình, nó bảo cái thằng này nó ở đây lâu mà nó hay chửi tao lắm mà sao nó không đi? Anh chị em, thế nghĩa là gì anh chị em biết không? Vì cha xứ phải cầm cân nảy mực với anh chị em. Người dân tộc cũng biết thế, nhưng mà nó còn phân biệt vậy. Nhưng mà anh chị em phải hiểu hơn cái điều đó, anh chị em. Không? Thì một giáo xứ mới có trật tự, mới có kỷ cương. Tôi xin lỗi, nhiều khi là nói thế cũng không chắc có đúng với anh chị em đâu. Nhưng mà nhiều khi anh chị em nghiêng về cha xứ, về cha phó. Để cha xứ phải cầm cân nảy mực thấy dễ hơn. Nhưng mà anh chị em cũng thấy cái trách nhiệm, phải không? À, tôi cũng hy vọng chắc chắn anh chị em là một giáo xứ kỳ cựu, phải không? Anh chị em phân biệt được điều đó hơn những giáo xứ mới thành lập, những giáo xứ non nớt đó. Chị em, trong tâm tình đó của ngày lễ Giáng sinh, chúng ta cùng cầu xin Chúa trong thánh lễ để có các cha về đây giúp anh chị em gần Chúa. Các cha như những chiếc tay, găng tay của Chúa, phải không? Để làm cho anh chị em vô trùng, nghĩa vô trùng, đỡ nhiễm trùng là đỡ nhiễm những cái của thời đại ngày nay. Vâng, trong ơn Chúa, trong sự cộng tác của anh chị em nhé. Chúng ta cùng cầu nguyện trong thánh lễ. Tiếng cha kêu mời trở nên tông đồ. Kính cha quản hạt, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì, quý cố, quý hội đồng giáo xứ, ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn. Lời đầu tiên con xin kính chào cha quản hạt, quý cha trong giáo hạt. Con xin cha quản hạt và quý cha trong giáo hạt đón nhận, chỉ dạy và hướng dẫn để con có thể sớm hòa nhập được với đời sống mục vụ trong giáo hạt. Con xin chân thành cảm ơn cha xứ Trụ Mật đã vui lòng đón nhận con về đây. Hôm nay cha tổ chức thánh lễ giới thiệu con cho cộng đoàn giáo xứ. Con kính chào quý hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, quý dì, quý thầy, quý cố và toàn thể cộng đoàn. Con xin cảm ơn cha xứ giáo xứ gọi là Phú Lâm Cựu. Hai cha xứ đã hướng dẫn, chỉ bảo, nâng đỡ con rất nhiều trong thời gian con mục vụ ở giáo xứ. Hôm nay các ngài không hiện diện ở đây cùng với hội đồng giáo xứ, ban hành giáo đến đây để chung vui với con. Con cũng chân thành cảm ơn Thầy, quý dì đã quan tâm và đồng hành với con trong suốt chặng đường vừa qua. Và hôm nay lại tiếp tục đồng hành với con trong sứ vụ mới. Con xin tri ân quý Thầy, quý dì. Kính thưa quý đấng bậc, cùng toàn thể cộng đoàn, con mới bước vào đời sống linh mục, cũng như hôm nay mới đến đây để nhận nhiệm sở mới, nên mọi thứ với con đều rất mới, sẽ rất nhiều điều bỡ ngỡ. Về đây mọi người rất đông và đạo đức, con sợ mình bị giới hạn không đủ khả năng để phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Chính vì vậy,
con ước mong được cha xứ, cha phó, thầy xứ cũng như cộng đoàn giáo xứ đón nhận con như một người con, người anh, người em trong đại gia đình giáo xứ. Xin quý đấng lấy tình yêu thương cộng tác và hướng dẫn để con có thể chu toàn trách vụ đã được Chúa và giáo hội trao phó. Tôi cũng xin các vị chính quyền các cấp tại tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện cho tôi thực thi sứ vụ của mình tại tỉnh này. Một lần nữa con xin được chào cha quản hạt, cha xứ, quý cha cố, quý cha và trong và ngoài giáo hạt, quý thầy, quý dì, quý hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, quý cố cùng toàn thể cộng đoàn. Ngài đã dạy con hãy xin với Chúa mùa gần, ban cho có nhiều ơn gọi, luôn sẵn lòng phụng vụ tha nhân.